Bạn đã có nhu cầu mua đích Lenovo Mobile uy tín, giá rẻ nhất Việt Nam, hãy đến với shopmobileviet.vn. Ở Lenovo Việt bán lích Lenovo Mobile, mọi lích trên shop 100% có thể đổi mật khẩu được. Anh thì vẫn cô đơn xuống tôi, biết bao giờ con tim này được nghỉ ngơi. Hello, chào các bạn, đây là Lenovo Mobile Việt nha. Chẳng biết là mình sẽ chơi cộng bé Freddy The Fanat với phong cách chơi mới, bản bổ trợ tốc hành. Cầm tốc hành có lợi thế như thế nào, anh em cùng theo dõi clip nha. Đấu gì ở rất nhiều máu kia trước cuối, hay quá bạn ơi. Mà hơi muộn chút xíu. Không sao, team mình có lợi thế trong việc ăn đồng vì Triệu Vân đã phải về nhà rồi. Một trận đấu mà team bạn pick cái đội hình siêu lết này, đến hai xạ thủ. Nhưng mà late game team bạn đi cùng nhau thì thực sự là mình bó tay chấm cơm luôn. Với khả năng khống chế của Alistair với Adum, không thể vào luộc luôn anh em ơi. Thành ra là có chim ăn sơ chim cái đã, rồi tính gì tính nha. Ok, ép trụ luôn nha, ép trụ luôn anh em ơi. Chuẩn bị nào, mình sắp có chiêu 1 rồi. Bay vô đánh thường chiêu cuối nha anh em ơi. Rồi, đánh thường làm chậm rồi, chiêu cuối bật tốc hành. Khi các bạn kết hợp chiêu cuối với tốc hành thì các bạn sẽ di chuyển nhanh hơn và sẽ không bị hụt hơi khi tóm tướng địch bằng chiêu cuối, khiến chiêu cuối các bạn gây nhiều sát thương hơn và khống chế tướng địch. Nếu mà khống chế được càng nhiều càng tốt thì giao tranh sẽ càng có lợi hơn. Đây là điểm mạnh của cái tốc hành, không cần phải tốc biến. Ở tốc biến thì anh em không gây được nhiều sát thương của chiêu cuối đâu. Nếu mà tướng địch dùng tốc biến anh em không thể đuổi được. Chỉ là tốc biến để hút lại thôi, chứ không phải là tốc biến để gây rất nhiều sát thương. Vì nóc chân không nó sẽ giảm đến 30% tốc chạy của Zerat trong vòng 2 giây. Với tốc hành thì các bạn sẽ bù lại điểm đó và thậm chí là cần chạy nhanh hơn lúc bình thường. Đó, rất là tuyệt vời nếu anh em thử chơi Zerat và cầm bảng bổ trợ tốc hành trong phiên bản mùa 10 nha. Vị tướng pháp sư mình thấy là cũng rất mạnh ở phiên bản mùa 10 đấy anh em ơi. Nếu anh em nào đâu chưa chơi Subnat thì chơi lại nha. Cách chơi thì vẫn là đơn giản như xưa thôi. Khi không có chiêu cuối thì cấu rỉa nhẹ nhàng. Ôi, nhanh thế. Wow, team bạn toàn là những người phản xạ vô cùng nhanh thôi. Đầu tiên các bạn phải hiểu được kỹ năng của Subnat. Dành cho anh em nào chưa hiểu thì mình sẽ phân tích sau đây. Đó là nội tại của Subnat: thần tốc lực. Các bạn sẽ tích lũy một điểm tốc lực khi chạy 4m. 10 điểm sẽ cường hóa đòn đánh thường, gây sát thương phép và làm chậm, đồng thời buff lượng giáp ảo cho Subnat. Đó, anh em hết sức lợi dụng cái nội tại này để làm chậm và buff giáp ảo cho mình và gây thêm nhiều sát thương phép lên tướng địch nữa. Chiêu 1 là một chiêu anh em cũng hết sức cẩn thận, hành trình siêu tốc biến bay đi bay về. Nếu bay đi và bay về cùng trúng mục tiêu thì gây thêm sát thương phép, để anh em cố gắng làm sao mà bay đi bay về phải trúng mục tiêu nhé. Và khi các bạn bị khống chế trong cái lúc bay đi bay về thì các bạn sẽ bị ngắt chiêu và không thể bay về được cái điểm mình muốn bay đến bay đi. Thành ra là anh em hết sức cẩn thận nha. Khi dùng chiêu 1, tránh cái khống chế của tướng địch ra. Ok. Và tiếp theo là chiêu 2 của vị tướng Zerat, cú đấm chớp nhoáng. Thì cái này khỏi phải nói rồi, cái đấm liên tiếp 5 lần thôi và gây rất nhiều sát thương phép và đồng thời tăng tốc chạy giật Zerat. Tăng tốc chạy cái này cũng rất quan trọng anh em ơi. Lốc chân không đây, chiêu cực mạnh của Zerat, có thể băng trụ rất tốt, gây rất nhiều sát thương phép và có thể hút tất cả mục tiêu xung quanh vào tâm của cái chiêu lốc chân không. Mỗi tội là anh em sẽ bị giảm 30% tốc chạy trong vòng 2 giây, nên chúng ta sử dụng tốc hành để giảm bớt cái điều này. Rồi, chụp của, ôi chứ không có tốc hành em ơi. Tốc hành kiểu gì ăn được Triệu Vân. Mù mắt rồi. Anh em Triệu Vân bị lính đập chết kìa anh em ơi. Trang bị của Zerat anh em theo dõi bên dưới nha.
Còn cách combo khi không có chiêu cuối thì đơn giản lắm. Các bạn lướt chiêu 1 lên, đánh thường chiêu 2, giật chiêu 1 về. Ok. Đó. Còn combo khi mà có chiêu cuối thì các bạn làm thật nhanh nhá. Lướt chiêu 1 lên, đánh thường chiêu cuối, chiêu 2, giật về chiêu 1. Đó, combo đơn giản như vậy thôi. Các bạn có thể thấy là khi mình không có tốc hành hoặc là không có tốc biến, dùng chiêu cuối khá là khó bắt được tướng địch, bởi vì mình chạy quá chậm, phải đứng sát tướng địch dùng chiêu cuối và bu sát theo thì mới được. Thành ra là cái tốc hành sẽ khiến các bạn combo không chuẩn phát nào. Là như vậy. Cái tốc hành nó là như vậy đấy anh em ơi, chứ không phải lý do gì mà lại cầm tốc hành. Đã chạy nhanh rồi còn tầm tốc hành mình rất sợ bị tóm. Chỉ cần tóm một phát là chết thôi. Đấy, vô cùng nguy hiểm nha. Phải dùng chiêu cuối thật nhanh để bạn ấy không tóm mình. Hút về, chạy ra đây. Hay quá bạn ơi, lên. Đấm, sắp đôi, tuyệt vời. Sự kết hợp rất tuyệt vời chiêu cuối Kret. Đối mặt với Adum và Aether, cái kèo này team bạn lấy game đi cùng nhau thì rất là ghê. Yếu máu rồi chạy đâu ở bạn. Thành ra có lợi thế đang phải đẩy trụ luôn anh em nha. Trang bị các bạn theo dõi bên dưới. Và bảng ngọc cho... Ôi không đùa bạn ơi. Không thì nhây được. Adum tóm là khỏi sống luôn. Chiều cuối một mạng. Hút về không đủ đam. Bảng ngọc Dazzle Flash các bạn dùng sau, ngọc đỏ công phép và xuyên giáp phép. Bảng ngọc tím máu tối đa hồi máu tốc chạy và ngọc lục các bạn sử dụng bảng ngọc tốc đánh và xuyên giáp phép Dazzle Flash. Thôi về bạn ơi, bị tóm rồi. Hỏng rồi, ôi tôi xong rồi anh em ơi, bị phá chưa một. Thôi ở đấy mình biết chắc chắn chết rồi, bởi vì Đức mình dùng chiêu 1, vừa dùng chiêu 1 bị Đức Chúa Trời gõ phát đầu mất chiêu anh em ơi. Hay quá, lại chết rồi. Đừng để kéo lết anh em ơi, kéo lết thì mình thua chắc luôn. Bởi vì late game ý, mà Adum với Aether hồi chiêu nhanh rồi và đi cùng nhau ấy thì mình không làm gì được luôn anh em ơi. Bay vô là bị tóm. Quả đấy nếu mà Kret không đánh thì Cavalry cũng chết thôi, bởi team bạn đứng gần đấy mà. Lên các bạn thấy cái mạng chết của mình, các bạn vô cùng để ý đến việc là khi sử dụng chiêu 1, tướng địch có khống chế hay không để ngắt chiêu của mình. Hết sức chú ý nha. Như vị tướng Triệu Vân ý, nếu phạt đấy mình bình tĩnh hơn, mình dùng chiêu 2. Đó, dùng chiêu 2 xong mình dùng chiêu cuối, sau dùng chiêu 1 để chạy đi thì nó hợp lý hơn rất là nhiều. Mình dùng chiêu 1 bởi vì mình dùng chiêu 1 bị khống chế là ngắt chiêu, không bay đi đâu được. Hoặc thậm chí có thể dùng chiêu 2 thôi, tăng tốc chạy xong dùng chiêu 1 bỏ chạy cũng rất là ok. Nhưng mà lại dùng chiêu 1 trước, đó là cái điểm chí tử. Có đùa anh ơi. Bay sang nhìn thấy Adum với LT gây hết cả tay. Toàn khắc tinh của The Flash luôn anh em ơi. Rồi hết đường chạy luôn, hết đường chạy ở Triệu Vân. Ôi sorry. Bây giờ chiều cuối thôi nha bạn, kiểu gì cũng chết rồi. Ở 1 rồi 2. Bởi vì này, nếu mình không dùng chiêu cuối phát đấy thì Hayate cũng dùng chiêu cuối. Kiểu gì chẳng chết, thôi đừng chửi tim. Kiểu gì chẳng chết mà. Nếu mà không có tướng địch ở xung quanh đấy thì mình không đánh còn chẳng sao. Còn có tướng địch xung đấy, xung quanh đấy, kiểu gì bạn cũng để bản số thôi. Mới cả trong lúc hang máu đánh nhau ấy,
Nhiều khi là mình tung chiêu rồi không thể rút chiêu lại được. Ok, còn một đường nữa thôi anh em ơi. Ôi, tôi sợ nhất rồi anh em ơi, kiểu gì cũng chết. Cứ bị tóm chiêu cuối là xác định luôn. Rất may thì mình đã đi lấy được 3 đường mega rồi, chứ để lấy game kiểu gì cũng thua nha. Chiêu Vân có đồ này, Hayate cũng có đồ này, hai bạn kia thì khống chế nên hoàn này. The Blast mạnh cái điểm nó rất là cơ động, bắt người rất là cơ động với chiêu 1 hành trình siêu tốc, và sát thương của chiêu 2 cũng rất là nhiều. Đó, còn chiêu cuối này để giúp các bạn băng trụ giết AD vô cùng dễ dàng. Nói chung là các bạn khóa mục tiêu AD nào ấy bằng combo kiểu gì cũng tiêu diệt được. Kể cả Hayate mình có tốc hành là bạn đấy không thể chạy luôn. Xạ thủ cơ động nhất 2019 chạy đâu hả bữa ấy. Rồi hay quá anh em ơi, lên luôn. Có mỗi Hayate thôi. Nên anh em nào lâu cũng chơi The Blast có thể trải nghiệm lại với phong cách tốc hành nha. Và đang chơi bộc phá, đang chơi ở tốc biến thì cũng có thể thử tốc hành. Như là các bạn kích hoạt chiêu cuối rồi kích hoạt tốc hành để đuổi theo tướng địch, rất là tốt. Cẩn thận bị tóm. Thôi xong Triệu Vân, xong Văn Hên rồi. Ok, như vậy video của mình đến đây hết rồi. Xin chào anh em và hẹn bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.